chào các bạn, mình là Nguyên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số công thức làm xông hơi tại nhà với các tác dụng như trị mụn, trị thâm và nám tàn nhang, giúp cho các bạn tự tin hơn trong nhan sắc của mình nhé. Rồi, hãy cùng Nguyên thực hiện nào. Điều lưu ý là trước khi các bạn dùng khăn xông hơi thì hãy rửa mặt sạch nhé. Hy vọng là các hướng dẫn của Nguyên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc làm đẹp một cách dễ dàng nhất. Rồi, chào bạn.